chúng ta không phải người sống đời ở đây. Chúng ta còn sống một ngày, phải còn học, còn tu để tiến hóa. Không nên liên lụy mất thì giờ và chậm trễ. Sau này các bạn muốn đăng linh của Ngài không có cơ hội. Hãy tự chúng ta là chiến sĩ của cuộc đời để thực hiện khi giới tình thương và đạo đức ở sau này. Sau này không dùng khi giới bắn ai nữa hết. Sau tận hạch tâm của thế giới rồi không còn khi giới gì để chiến đấu nữa bằng tình thương và đạo đức. Cho nên các bạn phải lưu tâm những lời tôi nói, phải thực hành cho phần hồ. Hát cho phần họ, hát xa cho chủ nhân ông để ảnh hưởng các họ, càng sớm càng tốt để cứu vớt tai nạn sắp tới. Một mình tôi không có thể nói hết từng lời. Các bạn thực hiện đi rồi các bạn sẽ thấy, lúc đó các bạn thấy các bạn chiến sĩ của Thượng Đế ở khắp nơi toàn thế giới này. Người Việt Nam có nhiệm vụ làm việc đó. Nên tất cả khi giới tôi tâm nhất của Thượng Đế là tình thương và đạo đức để cứu rỗi một phần sống lại của tâm quả được tạo thành. Nhiệm vụ của người Việt Nam phải đứng đắn. Các bạn phải cố gắng